Hôm nay em vừa mới cập bến được một cái lô kiếm đủ 5 loại: Phan Chí, Xanh Huế, Vị Hoàng, Hoàng Long Thái và cái Xanh Thái. Trong đấy thì nó có ba cái loại kiếm của Việt Nam mình nhá. Hàng gieo hạt, Phan Chí, Xanh Huế và Vị Hoàng. Đây ạ, à, hàng cây thực tế đây mọi người ơi. Cây rất là to luôn nhá. Một chậu như này em vẫn bán với giá là 150.000, giá cũ không đổi. Các bác cứ mua từ 5 chậu trở lên em bao ship cho mọi người này. Còn mua lẻ 1 2 chậu thì các bác vui lòng cộng cho em 40.000 tiền ship nhá. Cái hàng này nếu như mà mọi người chăm sóc tốt đấy ạ, thì là trong năm nay sẽ có ra cho các bác. Vì là hiện tại trong cái lô hàng này của nhà em thì về nó đã có một số cây là nó đã báo nụ rồi nhá. Đây này. Đó. Kiếm này của nhà em nó là hàng kiếm lá láng nhá cả nhà nhá. Kiếm lá láng này. Đây, em đo thực tế luôn cái chiều rộng bản lá cho mọi người xem luôn này. Là hiện tại là nó sẽ đạt khoảng tầm 2,5 đến 3 cm nhá. Cái bản lá ấy ạ, nó rộng khoảng tầm 2,5 đến 3 cm cho một bản. Mà cái hàng này cây trưởng thành. Cái cây trưởng thành thì bản lá nó sẽ rộng khoảng tầm 5 cm đến 6 cm nhá. Đây ạ. Còn nói về cái chiều cao của cây thì nó có cây, một cây của nó có cái lá nọ, lá kia thì nó cứ xấp xỉ từ 20 đến 30 cm nhá. Và hàng này là hàng không có chậu. Về bây giờ các bác trồng vào chậu cho em. Giữ nguyên cho em cái giá thể này. Đừng bóc nó ra nhá, nó đứt hết rễ đấy. Về các bác chỉ thêm sơ dừa hoặc là vỏ thông vụn vào thôi. Đây, rất là đẹp luôn. Có một lưu ý với mọi người này, nó là cái hàng Việt. Trong đây em có ba cái loại kiếm hàng Việt như lúc đầu video em đã giới thiệu đấy ạ. Mà cái hàng Việt của mình thì mọi người biết đấy ạ, nó sẽ cái lá của nó sẽ không được mướt mát như cái lá hàng công nghiệp nhá. Đây. Đây này, em phải nói rõ luôn với các bác này, tránh tình trạng về đến nhà mọi người lại chê nó là sao lá nó không được đẹp. Đây này. Còn cây đợt này thì bụi nó rất là to luôn. Cao to nhá. Đây nhà em có móc sẵn lên một cây này. Đây này. Măng nó lên rất là nhiều luôn. Cái kiếm này thì nó sai lắm. Nó đẻ con cực kỳ sai luôn. Nó lên siêu nhanh ấy ạ. Cây rất là cao luôn nhá. Đấy là em chỉ nói trung bình là nó chỉ dao động từ 20 đến 30 cm thôi. Còn trên thực tế này, đấy các bác nhìn cho em này. Có những cái lá nó dài được 40 cm nhá. Còn hiện tại cái chiều, cái bản lá của nó sẽ được khoảng tầm 2,5 đến 3 cm. Còn khi mà cây nó là cây trưởng thành ấy, bản lá đạt khoảng tầm 5-6 cm cho em. Đấy. Em có đủ 5 loại nhá. Phan Chí, Xanh Huế, Vị Hoàng, Hoàng Long Thái và cái Xanh Thái. Trong đấy thì có cái Hoàng Long Thái và Xanh Thái là chuẩn mặt hoa. Còn ba cái loại kia nó là hàng kiếm Việt Nam, hàng gieo hạt. Đây này, đẹp chưa? Sơn Thủy Tiên hàng hoa xổ số này các bác này. Trong cái lô này em có họng vàng với cả họng đen nhá. Bán cho các bác là 240.000 cho một chậu này. Hàng không bao ship ạ. Đây hàng thực tế đây mọi người nhìn cho em này. Cái mầm mới nó đang lên này này. Mặt bông của nó đây. Đây là mặt hoa thực tế nó nở tại vườn nhà em năm ngoái đây nhá. Đây thêm một con họng vàng nữa. Đây. Cái sơn thủy tiên này thì hoa nó cực kỳ thơm và bền nhá. Hàng chuẩn sơn thủy tiên này, cái hàng này thì các bác có thể phân biệt được với cái hàng hoàng lạp. Hoa sơn thủy tiên nhá, bao giờ cánh nó cũng dày và cái vòi hoa nó dài hơn cái hàng hoàng lạp nhá. Và cái màu hoa của sơn thủy tiên nó đậm hơn cái màu của hoàng lạp. Hoàng lạp thì cái màu vàng nó lợt lợt nhá. Đây cái này em cũng không có nhiều đâu, số lượng ít thôi. Đây này. Nó đang lên những cái mầm mới này, đẹp chưa? Những cái thân mới nhá. Đó. 240 một giò nhá. Từ 5 giò trở lên em bao ship cho mọi người. Cứ 5 giò trở lên em bao ship, còn lại 1 2 giò các bác cộng cho em 40.000 để ship nhá.
Em vừa cập bến được một lô Corax Koki, hai màu hoa nhá, màu trắng hồng và màu trắng tím ạ. Đây, hàng lá mít xếp này, bả lá siêu to bự luôn. Một cây như này em đang bán với giá là 180.000 nhá. Đây các bạn ơi, đẹp chưa? Cái hàng này thì trung bình một cây nó cứ dao động khoảng tầm 5 cặp lá, 5-6 cặp lá một cây. Chỉ có một lưu ý nho nhỏ này, do là cái hàng này người ta đóng cho mình nó tươi ạ. Nên là trong cái quá trình vận chuyển về thì lá của nó sẽ hơi bị vỡ vỡ lá một chút, cái này nó hơi nứt ở cái kẽ lá một chút thôi. Còn lại thì hàng đảm bảo cho các bác là tươi ngập ra, không có thối, vẫn đang đi ngọn đều này. Đây, ở đây là em đang có hai cái màu hoa của Koki nhá. Cái lô này là lô hai màu hoa của Koki. Một cái là màu tím trắng này, tím đậm như thế này nhá. Với một cái là màu hồng trắng ạ. Rất là yêu luôn đây. Đó. Cái Koki này nó là hàng Thái cho nên là hoa của nó sẽ nở rải rác từ tháng 5 đến tầm tháng 11, tháng 12 dương lịch. Hoa rất là thơm và bền nhá. Hàng này về bây giờ các bác cứ để nguyên như này treo lên cho em. Đây là rễ mới đang lên đây này cả nhà, rễ mới đang ra đây nhá. Châu lá kiếm màu bò sữa các bác nhá. Đây các bác nhìn cây cứng cáp chưa. Một cây như này nó có giá là 150.000 ạ. Mặt bông của nó đây. Hàng chuẩn mặt hoa cho mọi người nhá. Hàng châu Thái hoa chuẩn Tết này. Trung bình một cây như này thì nó cứ dao động từ 4 cặp lá đổ lên cho em này. Hàng này nó là hàng thuần năm thứ tư rồi. Về bây giờ các bác chỉ để như này các bác treo lên thôi nhá. Đây. Cây siêu cứng cáp luôn. Châu Thái màu bò sữa nhá. $150.000 cho bọn em. Hàng lá kiếm chỉ thiên này. Đẹp chưa? Nữ hoàng bóng đêm hoa sổ số em về đầm lô nhá. Đây, một chậu này em bán với giá là 130.000 này. Một số mặt hoa của nó đây các bác ơi. Cái dòng này nhá, càng về đêm nó càng thơm nhá. Đây, ở đây em đang có 4 màu. Tím này, xanh này, trắng này và cam nhá. Nữ hoàng bóng đêm ạ. Này, một chậu này. Cái hàng này nhá, mọi người lưu ý cho em là nó không ưa nước đâu. Nên là các bác tưới nó ít ít thôi. Khoảng tầm 2 ngày tưới cho em một lần nhá. Vì là cái lá này này, nó rất là mọng nên cái độ trữ nước của nó rất là lớn nhá. Mình có thể làm cho em mấy chậu này ép và làm một để cho nó ra thành một bụi to. Hoặc là các bác có thể trồng một chậu con này vào trong một cái chậu xanh, chậu xứ nhỏ nhỏ mình để trên bàn làm việc cũng được nhá. Đó, nữ hoàng bóng đêm. Càng về đêm thì nó càng tỏa hương này. Cho nên nó có cái tên gọi là nữ hoàng bóng đêm nhá. Hiện tại em đang có 4 màu, tím, trắng, xanh và cam. Đây là cái lô trâu như lưỡi bể của nhà em nhá. Mẹ bán cho các bác một combo 3 chậu này với giá siêu sốc luôn, 250.000. Mặt bông này. Ôi, cái dòng này bông nó nét căng luôn nhá. Bông to, đẹp, thơm. Đây. Cứ 250.000 là các bác sở hữu được một combo 3 chậu như thế này. Đây nhá. Và khi mà các bác mua từ 2 combo trở lên thì em bao ship cho mọi người. Còn mua lẻ một combo thì các bác vui lòng cộng thêm cho 40.000 tiền ship nhá. 250.000 này, tính ra là nó rơi vào có hơn 80.000 thôi. Đây, cái hàng này thì các bác mà mua ở bên ngoài ạ, ít nhất người ta sẽ bán cho các bác là 130.000 một chậu. 130.000 một chậu nhá. Đây này. Mà chậu nó không được nhiều mầm như này đâu. Đây này, một chậu nó chỉ được 2 mầm thôi nhá. Nhưng mà ở nhà em bán cho các bác một combo này, em sẽ đảo đều cho các bác. Một chậu nhiều mầm. Đây. Cái hàng này về các bác tách ra được nhá.
cứ 250.000 các bác sở hữu một combo 3 chậu trâu như lưỡi bẹt. Và từ 2 combo trở lên, nghĩa là 6 chậu trở lên em 3 ship cho mọi người nhá. Đó. Hàng này em bán theo combo chứ em không tách lẻ nhá. Bán theo combo không tách lẻ. Như thế là để bảo vệ cái quyền lợi cho các bác. Mọi người mua theo combo nó sẽ rẻ hơn, chứ tách lẻ ra thì nó cực kỳ đắt nhá. Tách lẻ ra mỗi một chậu nó cộng thêm mấy chục cơ. Hàng này về bây giờ mọi người sang chậu cũng được, mà để nguyên này cũng được này. Hawaii tím xưa nhé cả nhà nhé. Đây một giò Hawaii tím xưa như này em bán với giá là 150.000 này. Trung bình một chậu này thì nó sẽ dao động khoảng tầm 3-4 thân nhé. Mặt bông của nó đây. Cái dòng này thì bông nó cực kỳ to, hoa siêu thơm nhé. Mùa của Hawaii này thì nó sẽ dao động từ khoảng tầm tháng 12 đến tháng 3 dương nhé. Tháng 12 đến tháng 3 dương này. Một chậu nó sẽ có 3-4 thân. Chậu nào nó 4 thân thì thân nó sẽ ngắn ngắn như này này. Còn 3 thân thì thường thường nó là 3 thân nó cao đều nhé. Hàng ngày 100% thân hoa cho em. Và cái dòng Hawaii này, cái chiều dài tối đa nó đạt khoảng tầm 1m đến 1m1 nhá. Còn hiện tại bây giờ cây ở nhà em ấy ạ, thì là nó là cây con, nó đang phát triển. Nên là chiều dài nó chỉ được khoảng tầm, hiện tại bây giờ là nó được khoảng tầm 15 đến 25cm thôi nhá. Hàng này hàng thuần 53 về, các bác để nguyên cái này treo lên cũng được này. Sang chậu thì mình trồng bằng cái giá thể dớn vụn cho em nhá. Đó. Các bác mua 1-2 chậu thì cộng cho em 40.000 tiền ship. Còn mua từ 5 chậu trở lên em bao ship cho mọi người nhé. Hồng Thiên cung cập bến các bác nhé. Ôi, một chậu này có giá là 160.000 này. Từ 5 chậu trở lên em bao ship nhé. Còn các bác mua lẻ 1-2 chậu phí ship là 40.000 giúp em. Mặt bông của nó đây mọi người ơi. Dòng này nó có hương thơm của nó là hương thơm nhẹ nhẹ nhé. Thoang thoảng thôi ạ. Rất là dày hoa luôn này. Đây em đang có một cái mặt bông bói này. Một chậu này của nhà em nó là 100% thân hoa nhá. Mà mỗi một chậu ấy ạ thì nó phải dao động khoảng tầm từ 17 đến 20 đầu ngọn nhá. Đây mặt bông đây. Cánh nó là màu tím đỏ nhá, tím tương đối đậm đấy ạ. Đây là bông bói thôi. Hàng này bây giờ về mình để như này mình treo lên cũng được, hoặc là sang chậu thì mình trồng bằng cái giá thể cái dớn vụn giúp em nhé. Trong đấy thì các bác trộn cho em một ít cái hàng phân tan chậm vào là được ạ. 160 cho một chậu. Từ 5 chậu đổ lên em bao ship nhé. Đây mặt hoa này. Các bác thích chơi dày hoa như này thì mình ghép cho em hai cái chậu như này, hai chậu này nhé. Mấy nữa thân nó dài dài ạ, nó rủ xuống đúng như thế này này. Rất là đẹp luôn. Em chào các bác nhé. Trưa nay thì em sẽ lên một số mặt hàng như là trầm rồng đỏ này, Hawaii trắng tím xưa, cái phi điệp búp bê hồng, với lại cái dòng nhạn 4 nò, hàng cây giống của nhà em nhé. Đây vào đầu video thì em đang có hai cái chậu cáo đang nụ đây. Chia sẻ luôn đấy các bác này. Đây nhé mọi người nhé. Chia sẻ cho các bác là 160 một chậu này. Chậu hai ngọn hàng đang nụ đây. Nụ vươn dài rồi đây. Đuôi cáo trắng tím nhá. Hai chậu lá xanh mướt luôn này. Hàng này nó là hàng thuần tại vườn nhà em nhá. Đó, em có hai chậu hàng đang nụ, em thanh lý luôn cho mọi người 160 một chậu. Đuôi cáo nhá, đuôi cáo trắng tím đây. Đây còn bây giờ thì em sẽ đi lên em báo giá chi tiết từng cái mặt hàng một ạ. Giá Pháp Ba Tết em về được ít bổ sung nhá. Giá vẫn là 150.000 một chậu này. Và hàng em không bao ship. Trong trường hợp các bác mua từ 5 chậu trở lên để mang ship nhá. Còn mua lẻ 1-2 chậu thì các bác vui lòng cộng thêm cho em 40.000 tiền ship ạ. Đây mặt hoa của nó đây. Cái này nó là cái dòng màu tím đỏ nhá. Đây này. Hàng đến tay mọi người chậu nó sẽ đúng như thế này. Đây là hàng thực tế em quay tại nhà em, cho nên là hàng đến tay các bác hàng đúng như thế này nhá. Đúng như hình quay này. Và mọi người lưu ý cho em là cái dòng này nó là dòng hoa Tết.
cho nên là hiện tại là nó chỉ có thân có lá thôi, nhưng nó chưa có hoa, chưa có nụ đâu nhá. Nhưng các bác lại cứ yêu cầu đòi nụ với hoa thì chết dở. Đây, mầm này nó là mầm non, nó đang phát triển, đang đi ngọn. Và toàn bộ cái hàng này nó đều là cái hàng thuần 53 rồi các bác nhá. Về mọi người sang chậu cũng được, mà các bác để nguyên như này trồng cũng được ạ. Đây.